Hôm nay là Tuyên sẽ kiểm tra bạn người cá Helen nè, từ đầu tới cuối luôn nha, trừ cái bài thở bằng ống thôi. Dạ. Hôm nay là em phải bơi được cho tốt nè, lặn lội cũng phải tốt nè, bơi 5 vòng, lặn 5 vòng rồi lội 5 vòng luôn, đeo đuôi cá vô phải nhanh nữa nè, để chuẩn bị cho buổi thi người cá cấp bằng quốc tế. Mà bữa nay em có đi sinh nhật bạn không? Có luôn hả? Sao hồi nãy không ở nhà đi sinh nhật bạn luôn đi? Không, em thích tập và không thích đi đâu. Thích tập rồi mới đi hả? Làm người cá là em phải. Mấy bạn của em biết em làm người cá quốc tế chưa? Đeo cái cặp là biết. Vậy luôn hả? Mà bữa nay em biết ngày gì không? Sinh nhật của bạn em hả? Mà hôm nay thứ mấy? Thứ sáu ngày 13. Là ngày gì? Là ngày xui xẻo. Mà sao tại là ngày xui xẻo vậy? I don't know. Helen biết không? Vậy hả? Rồi, chuẩn bị xui xẻo rồi đó. Hồi là em bơi mỗi cái 5 vòng á. Mà phải không mệt nha. Mệt là không được á. Mặt đuôi cá vô lâu dữ vậy em. Kéo lên gót chân. Helen là học bơi với Tio là 1 tháng rồi đúng không? Chưa chắc. Còn 2 ngày. Mình gặp nhau 4 tuần rồi là 1 tháng rồi. Hôm nay là kiểm tra cho em đó. Đầu tiên là kiểm tra hai bài khởi động chuẩn quốc tế. Ủa vậy là em xuống thật không? Em nhớ hai bài khởi động chưa? Rồi đó. Đeo vô đi rồi tập. Khởi động đúng nha. Cái này là kiểm tra trước khi thi thiệt luôn á. Thì cuối tháng này mình sẽ thi thiệt rồi. Rồi. Đúng không? Bỏ ra mũi. Bỏ ba mở. Rồi em thấy được rồi, tốt hơn rồi đó. Bây giờ em tập khởi động tiếp tới bài số 2 đi. Bài số 2 khó lắm thương. Em tập hoài mà không có được. Thả miệng ra hít hơi vào, khuỷu tay xuống, trường người lên. Đúng rồi. Tập tiếp đi ha. Làm như vậy 20 lần luôn. Tion đang tìm đệ tử đích thực của Tion á. Tion đã dạy bơi người cá cũng được 9 tháng ở Việt Nam mà chưa thấy bạn nào mà có tố chất trở thành một người cá thật sự á. Bạn nào cũng lười biếng quá. Em đâu có lười đâu. Thì anh thấy là em không có lười, còn mấy bạn kia lười quá. Mà bạn lười nhất là bạn Lexin á. Vừa làm Tion mất thời gian hướng dẫn cho bạn ấy bơi người cá 6 tháng trời. Em thấy bạn nó bơi đẹp mà. Nhưng mà giờ bạn ấy không có tập nữa, bạn ấy đi chơi trực tiếp không à. Bạn ấy bỏ bơi rồi. Bởi vậy bây giờ tôi phải tập trung lại. Luyện tập cho những bạn ngoan ngoãn, biết vâng lời, mới hướng dẫn trở thành người cá thật sự được. Phải cố gắng duy trì tập luyện như vậy. Nếu mà bỏ tập luyện là sẽ trở lại thành người thường thôi. Cơ thể mình nó không được hoạt động theo chế độ của người cá nữa là nó sẽ trở thành người thường. Tiếp đi. Người cá là cái tay người ta phải khỏe, cái mông người ta phải lực, cái eo người ta rất là dẻo. Rồi cái ngực của người ta trường nước rất là tốt. Ngay chỗ hai mắt cá chân á là rất là linh hoạt luôn. Nên em phải tập như vậy để cho cơ thể nó thích nghi dưới nước cho tốt. Nó chân trơn bởi vì em đang mang cái đuôi em đứng đó em tập. Làm lại nè.
chưa khuỵu tay xuống mà em đã lượn người rồi. Thả miệng ra hít hơi vào trước. Rồi khuỵu xuống, rồi lượn lên, lượn về, trở về vị trí ban đầu rồi mới thở ra bằng mũi, nhớ chưa? Rồi làm vội nữa đó, làm người cá không phải là bơi đua. Mình không có gì vội vàng, mình đang tập cảm nhận cái hơi thở của mình, hiểu cái cơ thể của mình nên mình phải từ từ thôi. Đúng rồi. Cố gắng lên nha. Hai bài khởi động xong rồi bắt đầu bơi rồi. Rồi bây giờ bạn người cá Helen đang tập thở nước 100 lần trước khi chuẩn bị bơi 15 vòng trong cái hồ này đây các bạn. Làm người cá là phải như vậy, các bạn phải bơi ít nhất 8 tiếng đồng hồ trong một tuần. Bạn nào mà lười là thôi, trở thành người thường chắc luôn, không thể nào tiến hóa được. Bởi vì có công mà sắt mới có ngày nên kim. Ta phải được cấp bằng người cá quốc tế xong rồi là bỏ tập luyện luôn, là nó bị mất, nó không có được gì hết trơn á, uổng phí lắm. Người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là như thế. Đó, Helen. Mấy ngón tay của em chưa có khép sát lại á Helen. Đừng có bung cái tay ra, mấy ngón tay mình nên khép sát lại. Bạn người cá Helen rất là ngoan, rất là vâng lời Tiêu Anh, rất chịu khó tập luyện chứ không có lười biếng. Tiêu Anh là rất không thích những bạn người cá lười biếng mà nói mà không biết nghe, là Tiêu Anh không có thể đào tạo thành người cá quốc tế được. Và cái mục đích mà tôi dạy bơi người cá cho các bạn á, không phải là để về kiếm tiền hay là cái gì, mà để giúp tạo ra những con người được tiến hóa về tình yêu thương, biết quý trọng thiên nhiên và động vật. Mà bữa giờ là tôi chưa thấy bạn nào làm được. Em có thương động vật không Helen? Nhưng mà em sợ cắn. Hả? Em chưa được 100 lần mà mới 30 à, 70 nữa đi. Cảm nhận nước cho tốt. Thấy chưa, bạn người cá Helen rất là tốt rồi, nhưng mà bạn còn sợ động vật cắn bạn ấy. Rồi Helen đang cố gắng thở nước để được tiến hóa trở thành người cá thật sự. Hiện tại thời gian kèm cặp cho các bạn cũng không còn nhiều nữa rồi. Cũng gần hết 40 tuần Tiêu Anh dạy bơi người cá rồi, Tiêu Anh phải có những kế hoạch mới. Nếu không tìm được những đệ tử có tố chất để trở thành người cá thật sự ở Việt Nam thì Tiêu Anh phải đi qua nước ngoài kiếm. Và cái việc kêu gọi bảo vệ thiên nhiên, động vật của Tiêu Anh, nếu mà không tìm được những cái đệ tử này thì cũng sẽ thất bại luôn. Bởi vì nếu mà uổng công quá luôn, đào tạo cho mấy bạn trở thành người cá rồi mấy bạn không tập luyện thường xuyên là các bạn lại thành người thường. Các bạn bị mất đi cơ thể khỏe mạnh rồi thì các bạn sẽ bị cuốn theo những cái suy nghĩ bình thường giống như người thường. Thí dụ như cơ thể bắt đầu yếu lại rồi, bệnh tật rồi thì các bạn sẽ nghĩ là ăn thịt động vật tốt cho sức khỏe, thì các bạn sẽ nghĩ những cái việc tiêu cực. Bởi vì có sức khỏe tốt thì mình mới luôn suy nghĩ tích cực được, nếu mà không có sức khỏe thì mình sẽ bị hướng theo tiêu cực rất là nhiều. Nên chắc chắn những em mà biết nghe lời Tiêu Anh trong giai đoạn này, cố gắng tập luyện theo đúng phương pháp thì khả năng tiến hóa thành người cá rất là cao. Và Helen đang là một trong những đệ tử được lựa chọn hàng đầu của Tiêu Anh. Ngoài ra còn có Mimi, Luna, Tai, Helena. Còn những bạn người cá khác thì Tiêu Anh không chắc. Bởi vì Tiêu Anh hiện tại là thường xuyên gặp những bạn người cá này và nghe lời Tiêu Anh rất là tập luyện, rất là siêng năng.
Các bạn có thể nhìn thấy tình hình môi trường đang ngày một biến đổi xấu hơn. Áp thấp nhiệt đới, bão xuất hiện ở những vùng biển ngày một nhiều hơn. Và trong tương lai thì nó còn phát triển mạnh hơn nữa. Chắc chắn là ngày tận thế sẽ đến nếu mà con người không biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật, và cứ tiếp tục tác động xấu đến môi trường như hiện tại thì bảo đảm tương lai chả có gì tốt đẹp, chỉ có thể trở thành người cá mới mang đến sự tốt đẹp cho cái thế giới này. Mà các bạn không thể tiến hóa được trở thành người cá thì thật là uổng phí, quá đáng tiếc. Helen đang rất tốt, Trương rất hy vọng bạn ấy trở thành một người cá có sức khỏe để giúp Trương kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật. Đó là một mục đích chính mà Trương đang đào tạo các bạn người cá. Cầm được cái bằng người cá quốc tế trong tay vẫn chưa đủ nói lên điều gì, huống chi nó chỉ là một cái bằng quốc tế level 1 thôi. Các bạn còn phải tập luyện nhiều lắm. Xong rồi hả? Giỏi lắm Helen. Bây giờ em thấy khỏe hơn chưa? Bây giờ em ra ngoài đây, bơi thẳng cái chiều dài hồ này cho Tio 5 vòng một nhịp nha. Chân thở ra, kéo tay, hít hơi vào, nổi người lên mặt nước. Chậm thôi Helen. Ok, tôi thấy là em bơi một nhịp rất là tốt rồi đó Helen. Bây giờ em bơi ba nhịp lặn cho Tion nè. Lặn nha. Hít hơi vào rồi lặn xuống giữ thẳng tay. Cắt xương. Mà cháu biết bơi rồi đó. Còn bơi là chú còn bơi xong mình bơi cá được chưa? Chú còn kêu mình chưa bơi cá được kìa. Nó bơi mấy. Kìa, con nhìn thấy không? Có như một bồ con cá mặc được. Biết bơi thì học được dạ. Nó cũng biết bơi mà. Biết bơi rồi hả? Bé hình như mới có 4 tuổi đúng không chị? 4 tuổi mà biết bơi rồi sao? Biểu diễn cho Tion xem thử đi. Được không? Thử đi con, bơi. Lặn tay kia lên. Bơi đây thôi. Wow. Muốn làm đệ tử của tiên cá không? Có. Thôi lại, bơi trả lời phải, bơi trả lời phải. Trời ơi, sao lặn luôn rồi. Wow. Học được chưa chú? Dạ, học người cá được rồi. Bơi như vậy thì học được. Nhưng mà nói chắc biết nghe luôn hả? Nghe. Wow, giỏi vậy ta, chẳng lẽ đây là đệ tử tiềm năng của Tion đang tìm kiếm sao? Tìm kiếm 9 tháng rồi đó. Sức khỏe là vô địch luôn, bơi 2 tiếng hồ không thấy mệt luôn. Sức khỏe là vô địch luôn hả? Vậy em đã sẵn sàng biến hình thành người cá chưa? Sẵn luôn rồi. Em thích lắm. Wow. Em đòi mẹ mua đuôi hoài hả? Mà có biết bơi đâu mà mua đuôi. Ủa, chưa biết bơi? Hả, à, không phải. Ý là nói là không có biết bơi cá, làm sao mà mua? Nếu mà mua đuôi người cá của em thì em sẽ hướng dẫn cho bơi. Có câu lạc bộ người cá sinh hoạt thứ bảy hàng tuần. Ở nè, bạn này biết nè, hay tổ chức câu lạc bộ người cá đông lắm. Còn mấy em học làm người cá quốc tế là cũng trên 50 em rồi. Còn mấy em mà đến sinh hoạt câu lạc bộ thì mấy trăm luôn rồi. Yeah. Nhưng mà chưa có bạn người cá nào mà dạng nước mà 4 tuổi mà bơi như vịt chim. Hot quá. Hồi nhỏ em cũng bơi giống vậy nhưng mà. Rồi bây giờ em bơi 5 nhịp, lội 5 nhịp đi. Ok. Lội 5 nhịp nha. Vuốt nước nha chứ không phải kéo tay nữa ha. Ok rồi, qua đây. Cố gắng lên nha Helen.
chú gì nè, phao một con chỉ là phao thôi chứ không có cái gì ở trong đâu. Tại con ra hồ sâu con phải có cái toàn là phao. Ôi dạ, rồi có lên kia luôn. Wow. Cái phao nó không có hơi đâu. Sao chú nhận dạy không chú? Dạ được. Mạnh tay lên. Bé này quá tốt. Dạ.